chào các khán giả của Mình Ơi Ăn Gì được phát sóng trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau rất nhiều những cái món ăn nhẹ nhàng thanh cảnh thì hôm nay bọn mình sẽ quyết định bung lụa với món sườn nướng rất ngon ở trên phố Hoàng Văn Thái. Khi mà làm Mình Ơi Ăn Gì, bọn mình quay món ăn nào cũng cố gắng là diễn tả được cái vẻ đẹp nhất của món ăn. Tuy nhiên là với cái món ăn này thì nhìn thôi mọi người sẽ thấy rất là thèm, đúng không? Đúng là như Cương nói, là nhìn qua những tảng sườn khổng lồ đây, Cương đã thấy thực sự rất là hấp dẫn rồi. Ngoài ra thì còn có ăn kèm thêm cả cái khoai tây chiên và salad rất là phù hợp. Và sườn ở đây chia làm hai loại tẩm ướp, đó là một loại tẩm sốt ngọt với cả một loại là tẩm sốt cay. Với sức ăn của bọn mình thì mỗi người sẽ thưởng thức một tảng, đúng không? Cái sốt tẩm lên sườn ấy thì đó cũng là sốt mà mình có thể chấm. Quả thực là sườn ở đây không chỉ có một cái ngoại hình rất là đẹp mà thực sự chất lượng. Cương ăn tôi thấy rất là ngon. Mình nhìn những cái miếng sườn đẫm nước sốt trông thì có vẻ sẽ hơi khô, nhưng mà thực ra thì ăn vào cái miếng sườn ấy, thịt rất là mềm. Cái phần thịt này thêm một chút mỡ ăn nó ngậy ngậy, rất là thơm. Những cái miếng thịt tẩm ướp rất là vừa phải. Với một miếng sườn to như thế này mà họ làm thế nào rất là khéo, khi mà từng miếng sườn rất là ngấm gia vị. Họ nướng cũng vừa tới, nó không bị khô quá. Những cái miếng sụn này rất là ngon, thịt khá là dày, tuy nhiên ăn vào miệng thì nó rất là mềm. Trong miếng sườn chấm sốt nó lại còn càng quyến rũ hơn này. Nói là sườn tẩm sốt vị cay nhưng mà bản thân cái sốt mà họ tẩm ở sườn này nó vẫn còn một chút vị ngọt, chứ không phải là cay hoàn toàn đâu. Nếu mà thực sự muốn có cái vị cay nồng thì phải chấm vào cái sốt này nữa. Còn nếu với những ai mà thích ăn sườn mà vị truyền thống ấy, thì tôi nghĩ là cái sườn sốt ngọt này sẽ thích hơn. Với cái vị ngọt sườn đây thì Cương cũng đã ăn thử, thì đối với khẩu vị của Cương thì nó hơi ngọt. Tuy nhiên với cái hương vị như thế này thì Cương nghĩ là các cái bạn nhỏ cũng sẽ ăn được và thậm chí là sẽ rất thích. Cái món sườn ngọt này hơi liên tưởng đến món sườn xào chua ngọt ở nhà mẹ làm, đúng không? Tuy nhiên là cái kích cỡ của nó thì sẽ to hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình thấy thứ nhất là miếng sườn nó rất là đầy đặn. Cái thứ hai nữa là cái hương vị, kể cả là cái sốt cay lẫn cả sốt BBQ thì mình thấy nó đều có một cái vị rất là riêng. Ăn sườn nướng thì chắc chắn là không thể bỏ qua hai món ăn kèm, đấy chính là khoai tây chiên và salad. Món salad chúng ta sẽ giúp mình đỡ ngấy hơn rất là nhiều khi mà sốt chanh leo ở đây rất là vừa, nó không bị chua gắt quá. Khoai tây ăn kèm thì cũng rất là giòn. Và quan trọng là họ có những cái loại nước sốt cay ngọt, khi mình chấm thêm cái khoai này vào ấy, ăn nó càng cuốn hơn. Mỗi khi nhắc đến sườn nướng ấy, thì tất cả những người trẻ chúng ta đều nghĩ là phải tới một cái nhà hàng sang trọng, đắt tiền để mới thưởng thức được món sườn nướng đúng điệu. Vì vậy thì là khi cái mục tiêu bọn mình chọn sườn nướng đó chính là mang cái phong vị cao cấp này tới tất cả mọi nhà. Sườn mười thì với gia vị nó rất là đặc trưng và giữ nguyên đúng điệu là sườn nướng và có cái sự điều chỉnh phù hợp nhất đối với khẩu vị dành cho người Việt. Đúng là ngày hôm nay thì lại được thưởng thức thêm những miếng sườn mà không chỉ đẹp mắt thôi mà còn rất là ngon vị nữa. Và trong cái thời buổi công nghệ này thì một cái ngày nghỉ sum vầy cùng gia đình, gọi ship những cái tảng sườn này về nhà để quây quần gia đình ăn thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không? Thế nên mọi người đừng bỏ lỡ những cái món sườn rất là ngon ở đây nhé.